Chào các bạn, hôm nay tôi ngồi cà phê tâm sự với các bạn một chủ đề rất hay về bán khoán. Trước đây trong một cái clip thì tôi đã khẳng định với các bạn rằng là những người bán khoán theo dân gian chắc chắn sẽ trục trặc. Tôi khẳng định luôn, kinh nghiệm thực tế của tôi là tôi biết chắc chắn có trục trặc. Và trục trặc như thế nào thì hôm nay tôi nói riêng về chủ đề bán khoán. Tại vì là bán khoán theo dân gian ấy là người ta có những cái cách tính dân gian, mà cách tính đấy nó thứ nhất là cách tính cho vui chứ nó không chính xác. Cái thứ hai là cách bán khoán và hình thức bán khoán để gửi lên chùa, lên đình chùa để gọi là lên cửa Phật để bảo vệ cho dễ nuôi theo cái mong muốn, được gọi là theo mong muốn của mọi người thôi các bạn ạ, chứ không ai bảo vệ đâu. Và mọi người cứ tin rằng là mình gửi lên rồi mình sẽ yên tâm, nhưng mà thực tế là gửi lên mới bắt đầu có trục trặc. Tôi khẳng định luôn là những người gửi bán khoán đều có trục trặc, khẳng định chắc chắn luôn. Trục trặc như nào thì trong cái clip trước thì tôi cũng có nói là có 3 vấn đề bị trục trặc. Lớn nhất là trục trặc về tình duyên, trục trặc thứ hai là về công việc, và trục trặc thứ ba là về sức khỏe. Tôi sẽ nói từng vấn đề một trong cái clip ngày hôm nay. Ngày đầu tiên tôi phải kể một câu chuyện khi tôi đi học ở nước ngoài cách đây, khi đấy là đang học giám định đặc quý ở nước ngoài, thì có mấy bạn biết mình làm phong thủy thì nhờ, tại vì hồi đấy là tôi còn đi xem cho dân lên tàu nhiều, kể cả các bạn trong lớp người Trung Quốc nhờ xem rất nhiều, thì có cả mấy cô người Việt, tất nhiên là học ở ngành khác, họ học ngành địa chất các thứ, tại vì có mỗi tôi là được học đặc quý thôi nên là hoành tráng nhất. Thì tại vì nghe cái học viện của tôi là nghe học viện châu báu, nghe hoành tráng lắm, ngoài như cóc. Các nơi thì chỉ là học viện bình thường, nhưng riêng học viện của mình là chữ học viện châu báu rất là oai. Thì hai bạn nhờ xem lá số, thì tôi xem lá số tôi mới nói là tại vì tôi thấy là có trục trặc về tình duyên, thế là tôi mới tự nhiên linh cảm của mình mách vào, mình mới hỏi là có từng bán khoán hay không. Đấy, tôi đặt ra vấn đề là có bán khoán hay không thì mới khai là có bán khoán. Xong tôi bảo đã chuộc ra chưa, bảo thì bạn bảo không biết, thì bố mẹ làm á, thì chỉ nghe là bố mẹ kể lại hồi nhỏ là có bán khoán, và sau đấy bạn gọi về hỏi thì bảo là chưa chuộc. Và đấy nên là tôi mới khẳng định là cái vấn đề, tại vì tôi thấy lá số tình duyên thì nó cũng bình thường, nhưng mà thực tế thì cực kỳ lận đận, cực kỳ bất hòa. Xinh đẹp nhất, xinh đẹp nhất trường, làm anh theo, nhưng mà lại là người lắm mối đấy, mãi nói chuyện với các bạn, lại là người lắm mối tối năm không thôi, không chốt đơn được, tình duyên chắc chờ. Thế tôi mới bảo, mình mới tự nhiên linh cảm của mình bảo có bán khoán hay không. Đấy, thế là bạn là số thì có bán khoán hay không thì rất khó. Nhưng mà bây giờ tôi mới nói cái tại sao là có 3 vấn đề lớn nhất ý, mà những người bán khoán gặp phải, thì vấn đề họ gặp nhiều nhất là tình duyên lận đận, tình duyên chắc chờ. Có thể rất nhiều đời chồng, rất nhiều đời vợ mà cũng không đi về đâu, lỡ dở, ngang trái, nói chung là không thuận, mọi điều rất là chắc chờ. Công việc cũng vậy, không bao giờ thuận được, bạn đã bán khoán không bao giờ thuận, tôi cam đoan luôn.
sức khỏe thì nó có trục trặc nhưng mà ít hơn, chủ yếu hai vấn đề trên là nhiều nhất, và nhiều nhất là tình duyên. Tư bán khoán, tình duyên có vấn đề. Đấy, thế mới hay. Nên là bán khoán không phải giải quyết cho lá số các bạn. Đấy là khi các bạn không hiểu lá số thì các bạn dùng cái hình thức bán khoán. Cái bút của tôi đâu mất rồi. Khi không hiểu thì mới đi bán khoán các bạn nhé. Bán khoán chỉ dành cho những người không hiểu thôi. Bán khoán. Cái bán khoán này là chỉ có ở Việt Nam thôi. Và tôi cũng chả quan tâm đến từ thời kỳ nào. Vì theo dân gian thì lá số xấu khó nuôi, kiểu mệnh thì người ta mang lên chùa để nhờ Phật, nhờ Đức Ông làm lễ gửi cho chùa. Có người thì chuộc lại, có người thì không. Người nào chuộc lại nhé, đã chuộc lại thì lại thuận lợi hơn. Đấy, còn người nào không chuộc chắc chắn tình duyên có vấn đề, tôi khẳng định luôn. Không tình duyên thì công việc, nhưng mà tình duyên thì tại vì tôi chắc chắn về đến 70-80% cái người bán khoán là chắc trở về tình duyên, về tình yêu của họ thì đến 70-80% là bị trục trặc về tình duyên. Còn cái phần trục trặc công việc cũng có nhưng ít hơn, nó chỉ chiếm cái số nhỏ. Trục trặc về tình yêu là 70% đấy. Về công việc là khoảng 15%. Tất nhiên là cũng có người vừa bị tình duyên vừa bị công việc thì đấy là số nhỏ rồi đúng không? Nhưng mà thường là lớn nhất là tình duyên, tôi dám khẳng định luôn. Những cái gì mình chắc chắn mình khẳng định luôn. Ông bán khoán kiểu gì ông bị có đọc kiểu rời, thầy cúng nạn thế, thầy cúng đọc hay sư thầy đọc không giải quyết được. Tất cả các bài văn khấn bán khoán có vấn đề, bán không đúng người, bán không đúng mục đích, nhờ không đúng người, nên là chắc chắn bị tình duyên có vấn đề, công việc lận đận, sức khỏe cũng không phải bán khoán là dễ nuôi đâu các bạn, không hề dễ nuôi luôn, tôi dám khẳng định luôn. Nhỏ thì tôi không biết, lớn lên thì tình duyên vậy thì có nghĩa là cái số mà nhỏ vẫn khó nuôi, vẫn khó nuôi, lớn lên tình duyên mới bị. Nên là những người trưởng thành hơn, khi tình duyên người ta bị trục trặc thì sức khỏe người ta đỡ hơn. Có nghĩa là luôn luôn trong lá số, khi người bán khoán là người ta bị một cái vấn đề. Đấy, có nghĩa là như thế này. Cắt nghĩa cái cuộc đời của cái người bán khoán là thời kỳ đầu, thời kỳ còn trẻ, sức khỏe có vấn đề. Đấy, sau khi lớn lên thì tình duyên của người ta có vấn đề. Đấy, và xen kẽ giữa cái tình duyên nữa là cái công việc cũng có trục trặc nhưng mà ít hơn. Đây là lá số của những người bán khoán, và những người đã bán khoán gọi là số nhỏ. Đấy, tôi nói thẳng luôn, bạn nào tự ái thì đấy là việc của các bạn, nhưng mà bạn đã bán khoán bạn phải làm lễ chuộc hoặc là làm lễ hủy, giống như cuốn văn khấn của tôi, làm lễ hủy. Bố mẹ mình không biết làm, các thầy các chùa không làm, tự làm. Mình đến cái ngôi chùa, đến cái ngôi đình mà trước đây bố mẹ mình đã làm, mua hoa quả bình thường đến làm lễ. Nói thẳng vấn đề là con không hợp, trước đây bố mẹ con không biết bàn khoán cho con, bây giờ con xin phép. Đấy, thì các bạn mới thoát được. Tự nhiên liên quan đến cái câu chuyện bán khoán này thì tôi mình nghĩ đến cái vấn đề hóa giải cho các bạn, vì sâu xa nhất cái lá số của các bạn xấu, nó không phải ở cái cách tính dân gian theo kiểu quan sát rồi các kiểu đâu. Mà cái lá số xấu của các bạn nó do là mệnh không thông căn, thông gốc, thông khí. Đấy, có ba loại thông, tôi cứ nói thế cho các bạn hình dung.
không biết cái tư trụ cơ bản thì tôi đã dạy cái này chưa? Trước đây nếu mà dạy trực tiếp thì tôi có dạy, nhưng mà sau đấy dạy online thì nó phức tạp hơn, để cho các bạn hiểu được phức tạp hơn, nên là không biết tôi có đưa vào không. Nhưng mà có lẽ là cuối năm nay hoặc đầu năm tới, xong cái cuốn sách này, xong cuốn lịch, thì có thể tôi sẽ làm hoàn thiện cái cuốn, có thể là kỳ môn hoặc là tứ trụ. Có lẽ tôi sẽ đưa lên mạng, tôi thống kê, tôi liệt kê ra, xong các bạn muốn học cái gì các bạn tích vào. Thế là ai định học cái gì nhiều thì tôi sẽ làm cái đấy trước. Như đấy thì nó sẽ tiện hơn, tiện hơn cho các bạn cũng như là cho tôi. Thì vì thực ra tôi thì dạy cái gì cũng được, mình phát triển cái dạy cái gì cũng được, nhưng mà nhiều thứ bận quá. Thì bây giờ có lẽ như vậy, tôi làm lên trang web rồi các bạn phản hồi, các bạn thích cái gì thì tôi dạy theo cái đấy, đúng không? Thì có ba cái loại thông, đơn giản nhất là thông căn, thông gốc, thông căn, thông gốc hay là thông khí, tức là lá số của các bạn mà bốn trụ nó không có thông căn, thông gốc, hoặc là cái thông căn, thông gốc thì như theo mấy cái bạn học của tôi, các bạn đi lập trình thì nó không vượt được quá 30%, đúng không? Tức là không thông căn, thông gốc này, hoặc là thông căn, thông gốc nó không lên nổi được cái 30% ấy, thì đấy mới là cái lá số yểu mệnh, khó nuôi. Đấy, gọi là khó nuôi, tức là thân yếu mà, thân yếu nhưng mà yếu theo kiểu là nó không có khí. Giống như tôi nói vui là xem lá số cho nhiều người là ngũ hành bằng không ấy, tức là ít nhất nó phải 10-20% gì đấy. Các cụ gọi là có bột mới gột nên hồ, đúng không? Có bột mới gột nên hồ, thì đây lá số của mình còn chả có cái gì, làm sao gột được cái gì. Nên là không thông căn, thông gốc, thông khí, lá số nó rất yếu, kiểu non nớt. Giống tôi hay trêu vợ tôi là mình gọi là gì? Lá số gọi là mong manh dễ vỡ. Theo cái kiểu như vậy thì nó yếu, hơi tí là ốm, hơi tí là ốm, suốt ngày đẻ ra, suốt ngày lo chạy chữa, tiền chữa bệnh cho con khi hết sản nghiệp, khó nuôi thì còn khó bảo. Thì những cái đấy mới là cái quan trọng, chứ không phải là xem mấy rồi, chứ không phải dân gian xem mấy cái quan xà, quan sát rồi các kiểu. Tự nhiên là đang ngồi nói chuyện với các bạn này thì tôi mới tự nhiên tôi nảy ra một ý là thay vì cái lá số xấu không có khí, đúng không? Tất nhiên là các bạn có thể dùng linh phù ngũ hành rồi, nhưng mà ngũ hành nó chỉ bổ khí ngũ hành. Tuy nhiên là để thông căn, thông gốc, tức là lá số nó khí mạch ở bên trong nó yếu, nó không có rồi, thì thay vì các bạn bán khoán gửi một niềm tin vào một đấng tối cao và một cái thứ tâm linh huyền bí không kiểm soát và không biết được, tức là cái việc bán khoán nó chỉ dành cho cái thời người ta không biết gì thôi, người ta gửi niềm tin mong manh vào một thế lực bí ẩn, đúng không, để cứu giúp, cứu rỗi, giống bên Thiên Chúa gọi là cứu rỗi linh hồn. Thì thay vì các bạn đi bán khoán, các bạn gửi cái niềm tin mong manh nó không chính xác mà lại gây trục trặc cho bản thân, thì có lẽ tôi sẽ giúp các bạn làm một cái linh phù gọi là bổ mệnh, thông khí, thông căn, thông gốc, thông khí, để giúp các bạn làm một cái linh phù thông gốc, thông khí, thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều bằng cái việc bạn cứ trao cái niềm tin nó vô cớ mong manh vào đâu đấy, đúng không, gửi tình yêu vào gió. Nó không giải quyết được. Thì cà phê này rất ngon các bạn, tôi quên mất mua vụ cà phê vụ mới ngon mà chưa làm clip cho các bạn. Có lẽ
giờ cũng bận quá. Có lẽ ngày mai tôi sẽ ngồi tôi pha. Tôi phải cài phần mềm. Tôi mua máy cho tôi cài phần mềm để tôi test xem cái này ngon hay không. Uống rất ngon. À, test xem cái khả năng pha cà phê của mình có còn đặt bàn tay vàng không, cốc cà phê vàng hay không. Tôi đi học pha chế là để pha chế được cốc cà phê đạt chuẩn cà phê vàng. Đấy. Có lẽ như vậy các bạn. Thay vì bán khoán không đúng cách gây ra những cái trục trặc cho cuộc sống thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn thông khí, thông căn thông khí thì chúng ta sẽ tránh được những cái yểu mệnh. Tuy nhiên là cái hai cái giai đoạn nó khác nhau. Trẻ con thì vẫn khó nuôi, lớn thế lên thì trục trặc tình duyên thì chúng ta phải chia hai giai đoạn, tức là phải hai loại linh phù khác nhau. Hai loại linh phù khác nhau mới giải quyết được. Nhỏ trước 15, 16 tuổi là một loại, trên 16 tuổi là bắt buộc phải loại khác rồi. Tôi hy vọng qua clip này các bạn hiểu thêm về bán khoán. Bây giờ đang có bạn còn đặt hộ thân đeo cổ này.